trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Cháu Hiệu xin được mến chào tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Hiệu lại lên trên nhà của ba ông cháu để xem ba ông cháu dọn dẹp như nào ấy các bác. Dọn gạch đi cho nó sạch sẽ, không mấy nữa dính vào nền nó rất là bẩn luôn các bác. Hải thì hôm nay chủ nhật hình như là không đi đâu, ở nhà dọn nhà rồi các bác. Dọn nhà Hải. Con chào các ông các bà. Hôm nay chủ nhật không đi học nhỉ? Ô, một mình dọn đấy à? Anh Sử đâu rồi? Đi xuống xá rồi à? Dội thẳng nước vào luôn à? Dội nước vào luôn à? Hiện tại là gạch ở trong nhà của ba ông cháu là lát xong hết rồi nhá các bác nhá. Ở đây thì các anh thợ ở ngoài này thì các anh vừa làm vừa lâu luôn cho nên là cũng không dính nhiều ấy. Chỗ này bây giờ dội nước qua xong là tí nữa quét qua một lượt nữa là sạch rồi các bác ạ. Có chổi không? Có chổi không? Có một cái rồi à? Nãy anh không biết, anh không mua lên. Đeo một cái mic đi cho nói chuyện này. Đâu bây giờ em xách nước vào nha. Anh cho mày, anh lấy chổi quét ra. Không có cái xô to to tí à? Xô to kia thùng ạ. Thùng đấy. Vâng. Ở phía bên này thì mấy anh em thợ mấy hôm nay là trời mưa rất là nhiều cho nên là chưa có làm được các bác ạ. Phải đợi chắc tầm 1-2 hôm nữa. À, mấy anh em đang bận ở dưới nhà để bóc cái máy pro ở ngoài công trình phụ này các bác này. Hôm nay đường trời mưa, đường trơn cho nên là rất là khó vào. Nãy cháu Hiệu vào phải vật lộn với con đường một lúc. Ôi ôi, không mặc áo rét vào à? Không lạnh à thanh niên? Mấy cái này có dao không? Dao mà. Ông ở nhà ông Hải? Không đâu ạ. Ông không ở nhà, ông vâng. Đi đâu rồi? Ông đi chợ rồi ạ. Đi chợ chưa về á? Chưa đâu ạ. À. Ừ.
xem nào. Chắc là mình bây giờ mình dọn phòng này xong rồi chuyển mấy hộp gạch kia vào đây đi Hải. Không có cái chuồi nào nhỉ Hải nha. Ở dưới nhà có chuồi nào? Chuồi cũng gần phòng rồi. Chuồi như này nè. Có. Chuồi đấy thôi. Có mấy cái này á? Vâng. Ô, thế bây giờ không quét được đâu. Mấy cái sạn ở dưới này là mấy cái sạn bên đây là cát đấy cô ấy. Dội từ góc một rồi, Hải. Dội từ góc trong này này. Vâng. Rồi không à, hất nó ra ngoài cửa đấy không, tí quét dễ. Vâng. Sàn này là nó bị dính nước xi ấy bây giờ phải dội tí nước vào cho nó nở ra nó mới cọ ra được các bác này. Hải ơi! Gì? Đổ nước vào đây đi! Vâng. Rội rội từ đằng sau này vào đấy. Thấy chưa? Lau qua xong nó sạch luôn mà. Sáng nay đi đâu làm gì à Hải? Sáng nay ở nhà thôi ạ. Ở nhà thôi ạ? Vâng. Có đi chợ không? Sáng nay có đi chợ không? Không đâu ạ. Mới ông đi thôi ạ? Vâng. Hôm nay thì cháu Hiểu lên thì hơi vội một tí, mặc quần cọc lên luôn cô bác ạ. Rất mong cô bác hề thông cảm. Nhà sáng nay là tự một mình tự nấu cơm ăn à? Vâng. Ăn cơm với gì đấy? Ăn cơm với rau khẻ. Cọ mạnh vào thì nó mới già này, mấy cái vết lên đây này.
cọ xong nó sạch luôn đúng không? Vâng. Mình nữa sơn nhà nữa thì sáng luôn. Vâng. Tắt bóng điện các thứ nữa vào thì xách một chậu nước vào đây để giặt rẻ. Vâng. Bây giờ mấy anh em sẽ đi xách nước đi dội cái phòng kia luôn các bạn. Vừa cọ qua rồi nên là bây giờ chỉ cần dội nước qua là sạch rồi. Thì thế mà cũng mệt phết nhỉ Hà nhỉ. Vâng. Còn cái xô nào, lấy về một cái này. Vâng. Đi lấy đi. Lấy xô một cái. Ui, xô này toàn ấy. Đấy, lấy cái xô to đấy. Thùng à? Không, cái xô đây thùng. Như cô bác có thể thấy bây giờ lau qua không quét dọn đi, nhà rất là sáng luôn, không có một vết gì dính vào nền nữa cô bác ạ. Em Hải thì rất là chăm luôn, ở nhà không đi làm gì thì lên trên này để lau dọn nhà. Sắp có nhà mới ở đấy nhà Hải nhà. Bây giờ mấy anh thợ vào 4-5 hôm nữa, nếu mà không trời mưa thì lên làm xong rồi. Là sơn nữa thôi. Đấy, như các bác có thể thấy, như chỗ phòng dọn bên này với phòng bên này nó khác nhau luôn các bác. Tại vì là bên này nó còn có sạn cát này hơi bừa bộn hay bẩn một tí, bây giờ quét qua nó sẽ sạch luôn các bác. Hôm nay thì chưa có chổi, hôm nay cháu lên cũng quên mất rồi. Dọn nhà mua chổi lên cho các em một cái, hai cái. Em Hải còn phải đi xuống nhà lấy cái bó rơm về để quét đấy. Quét tạm xong là mai anh mua chổi lên cho nhé. Hôm nay anh cũng lên vội quá. Ở đây các anh thợ thì chắt xong hết mọi cái ốp gạch. Còn bên công trình phụ này cô bác ạ. Bên này thì trời mưa chắc có lẽ là mấy hôm nữa. Bây giờ ra ngoài trời này còn trời mưa, còn sương rất là nhiều.
đường đi lại rất là khó khăn. Cho nên bây giờ cái tấm pro ở trên công trình phụ này cô bác này là chưa có thể lấy vào được. Còn cả xi nữa cô bác. Xi cũng hạ xuống dưới kia hết rồi xong ạ. Không có thể chở vào trong này được đấy cô bác. Hiện tại ở trên này thì chỉ còn có 3 bao xi thôi. À, mấy anh em thợ bảo sẽ không đủ để làm. Mấy hôm nay trời mưa suốt lạnh nhà Hà nha. Mai có đi học không? Ở đây thì đằng sau này nguồn nước này bây giờ là cạn rồi các bác ạ. Không ra nhiều như đợt vừa rồi nữa. Mai không dội nước vào đây nữa nha Hải nhá. Để mai mua chổi lên để quét mấy cái cát cát này đi cho nó dễ hơn. Còn bây giờ nó bị ướt như thế quét nó khó đi lắm. Thời tiết ở trên vùng cao thì phải nói rất là lạnh luôn các bác ạ. Hiện giờ trưa mà vẫn sương mù bao phủ luôn. Ở trên này mưa cũng không phải là gọi là mưa đâu các bác, là sương thôi. Vì đi mình đi đường thì sẽ bị ướt hết. Còn mà mưa to thì cũng không mưa to lắm các bác ạ. Cần thời tiết là như này là đường xã các thứ đi lại rất là khó khăn. Còn mấy anh em thợ thì sẽ nghỉ một hai hôm để mấy hôm nữa trời đỡ mưa thì mấy anh em thợ lại lên cô bác ạ. Ở đây thì cháu Hiệu đọc được bình luận của một số cô bác bảo tại sao lại chưa lập cái mái ở trong nhà bếp này để trời mưa còn có thể làm. Hôm nay thì cái tấm pro thì mấy anh chở vật liệu thì vừa mới chở lên xong là bóc ra ngoài kia rồi các bác ạ. Còn bây giờ chỉ cần đợi trời nắng thì mình mới vận chuyển đi vào. Cũng có khi là bây giờ để xem như nào đã các bác ạ. Tại vì đường xá đi lại nó khó khăn đấy các bác. Cái tấm pro này mình có thể là mang ra đến điểm trường kia xong là mình vác bộ đi vào giống như nhà chú của Sử hôm nọ thôi các bác. Còn để chở bằng xe máy đi sợ nó bị vỡ ấy các bác. Hiện tại là pro này với lại xi măng này là lấy về ở bên kia hết rồi các bác ạ. Sáng nay anh em vừa bóc xong hết rồi. Còn bây giờ chỉ có đợi vận chuyển vào trong này nữa thôi. Là mọi thứ đều xong hết rồi. Mái tôn ở trên này thì bây giờ trời mưa xuống thì sạch sẽ luôn các bác. Không có một chút vết bẩn nào cả. Về chỗ khoảng sân này thì sau này dọn dẹp chỗ này xong thì anh em sẽ lại san lại cái trước mặt này để xuống thấp hơn nền nhà một chút nhé các bác nhé. Không để bằng nền nhà như vậy được. Tại vì là để mấy hôm nữa trời mưa hay như nào nó hắt vào thì nó sẽ không vào trong nhà ấy các bác.
Ở đây bây giờ mấy anh em lát xong thì mấy hôm nữa sẽ quét một đường xi măng trắng vào các mạch của viên gạch này sẽ rất là đẹp các bác ạ. Ở phòng ngủ thì cũng có lát gạch chân tường nhé các bác nhé. Lúc nãy cháu có đọc được một số bình luận vào trong phòng ngủ thì không lát gạch chân tường là không đúng ạ cô bác. Trong phòng ngủ, phòng khách đều lát hết gạch chân tường. Có thể là trong phòng ngủ này nó hơi tối một chút, cô bác có thể khó nhìn hơn một chút. Ở dưới này là nền gạch nền rồi, ở kia là ốp chân tường. Sẽ có ốp chân tường cho cả phòng ngủ, cả phòng khách hết luôn các bác ạ. Ngôi nhà ngày một được hoàn thiện hơn, nhìn trong ngôi nhà rất là sạch đẹp. Ở đây thì nhà của ba ông cháu là sẽ sơn tường nhé các bác nhé. Sẽ mua sơn về để sơn cho nhà ba ông cháu để sáng sửa ngôi nhà ra các bác. Không để như thế nó sẽ màu rất là tối. Hải sau này muốn ngủ với anh Sử hay là tự ngủ? Ngủ một mình. Ngủ với anh Sử ạ. Anh Sử hôm nay đi đâu cả ngày đấy nhỉ? Ở trên này thì cháu hiểu thấy là người dân tộc Mông ấy nhỉ? Hải nhỉ? Chủ nhật là không đi làm à? Không rồi. Chủ nhật là sẽ gác lại hết những công việc nhà hay là việc làm nương rẫy gì. Chủ nhật người ta chỉ có ở nhà không thôi các bạn, thì không làm gì cũng thế. Bây giờ vào dọn trong phòng ngủ kia trước đi Hải ơi. Phòng khách này anh thấy mấy các anh làm ở phòng bếp bên kia người ta đi lại lại nhiều, nó lại bẩn đấy. Bây giờ chỉ có lau qua mấy cái vết kia để cho nó không ấy được, không cho nó bám vào gạch thôi. Còn mai anh lên anh sẽ mua chổi cho một hai cái để quét nhà. Cái này bây giờ mà không lau, để lau là nó dính nó không ra đâu. Bây giờ mới thì lau cho nó ra luôn. Ngôi nhà thì có phải rất là rộng luôn các bác. Ở phòng khách này nhìn rất là, ngôi nhà này quá là rộng. Còn ở đây đồ đạc của mấy anh em thợ còn để ở đây rất là nhiều, cho nên là có lẽ là chỗ này sẽ chưa có thể dọn được các bác ạ. Chỗ đóng cát này có thể mấy hôm nữa sẽ vận chuyển dần dần đi ra ngoài hay là đi để vào chỗ nào đó. Tại vì mấy hôm nữa mấy anh em thợ sẽ chắt đến bên này là sẽ phải dọn đi để chắt từ chân tường dưới này lên các bác. Bây giờ mấy anh em sẽ dọn rác ở xung quanh nhà. Hải đeo cái mic vào để nói chuyện nhé. Đấy, quyết định là dọn rác ở xung quanh nhà. Còn số nền nhà này thì bây giờ hai phòng ngủ đã dọn dẹp ở trong sạch sẽ các bác. Còn cái chỗ phòng khách này thì chắc là để mấy hôm nữa dọn sau thôi. Còn bây giờ còn đồ đạc của mấy thợ rất là nhiều. Hải cho mấy cái xô này vào trong cái thùng to kìa. Vâng. Xong rồi nhặt mấy cái bao tải, mấy cái gì không dùng đến ấy, mang đi trên kia đốt rồi. Vâng. Cứ để tất ở đây. Mấy cái bao tải này, mấy viên gạch cỡ này. Mấy cái đấy chắc cũng không dùng đến đâu, dính xi hết rồi, cứng hết rồi. Vâng. Mang vứt lên chỗ hôm nọ đốt trên kia kìa. Vâng. Mấy cái xung quanh nhà này rất là nhiều rác thải luôn cô bác ạ. Vứt ở chỗ đằng sau ấy.
Đấy, vứt ở chỗ đất trống đây, đen đen đây. Vâng. Hôm mấy hôm nữa trời nắng lên thì mình mang đốt thôi. Đây này, mấy cái bao xi này. Vỏ ấy. Cái đấy vào trong cái này xong tí gom đi. Vâng. Cái củi đấy chắc các anh còn dùng tốt. Nạp hết mấy cái giấy này. Đây là toàn mấy cái rác này là toàn từ chỗ vỏ gạch đấy cơ. Đây, anh nhớ cùng đó. Được ạ. Nhắc đầu bên kia đi. Vâng. Được không? Được ạ. Đây, đi đi. Chỗ gạch này nữa này, còn nhiều lắm. Này. Cái bao tải này mang ra bên kia để nhét mấy cái vỏ bao kia vào. Mang lên trên kia xong vào đây. Em cầm lại cho anh. Cái này chắc không dùng được nữa rồi nhỉ? Vâng. Bao nhiều lắm. Đi lại cẩn thận nhá, nhiều đinh lắm ấy. Vâng. Nghĩ nữa thì má. Đấy, mệt quá. Mời nhận. Rồi, chắc nhấc đây đi. Để anh nhấc cái này đi. Thank you.
Mệt không? Không đâu ạ. Em Hải. Tất ra còn nhỏ nhưng mà rất là chịu khó. Bên trên này thì anh em bên trên này lần nào cũng thấy em Hải làm việc rất là cận lực luôn cô bác ạ. Được không? Từ từ nhé. Anh bỏ cái cây ra đó. Bây giờ ra nhặt chỗ bìa cắt tông ở chỗ gạch kia nữa là xong rồi. Vâng. Lấy đổ ra nhá, xong lấy bao tải xuống nhá. Vâng. Đây, nhặt cái chỗ giấy này. Mở cầm hẳn ra đấy, đấy cầm góc đấy. Này hôm nào mà trời nắng về không đốt đi nhá. Vâng. Bây giờ trời đang mưa đốt nó không cháy rồi đâu. Vâng. Nhiều rác phết đấy nhà Hải nhà. Vâng. Đang lên trên kia đây. Bây giờ vứt cả bao tải được đấy. Vâng. Xong về rửa chân tay đi. Nước này lạnh nhỉ? Vâng. Nước này mà ngâm tay vào đây một tí nữa là nó hỏng hết tay. Vâng. Tay anh đang ngâm một xí ăn luôn.
Ở nhà có ủng không? Có ạ. Đi đâu làm gì thì đi ủng vào, mùa này nó kiểu trời mưa ấy. Vâng. Sau này nó bị nước ăn chân này, biết nước ăn chân không? Có ạ. Có chịu lắm. Chân bị làm sao này? Chảy máu rồi. Không biết ạ. Đi xem nào. Cắt vào trong, xì vào trong hết rồi này. Cẩn thận không nó bị nhiễm trùng ấy nhá. Có cái loại thuốc vàng vàng hôm nọ đấy lên còn không? Hết rồi ạ. Hết rồi á? Thế mai anh mang lên cho nhá. Cái này phải rõ cái thuốc đấy vào không nó bị nhiễm trùng ấy. Vâng. Anh em ra đây nghỉ ngơi đi. Mệt không? Hả? Không đợi. Không mệt hả? Vâng. Làm mấy việc này cũng chắc cũng quen rồi nhỉ? Vâng. Tại vì ở nhà cũng làm suốt rồi. Vâng. Còn bé thì làm việc ấy thôi. Sau này có muốn đi học nữa không? Học hết cấp 3 không? Có ạ. Hải phải nói là một đứa bé rất là ngoan cô bác. Đấy, công việc của mấy anh em hôm nay thì của hai anh em ấy hôm nay thì chỉ có dọn được hai cái phòng ngủ thôi các bác ạ, còn bên này còn có đồ đạc của các anh thợ rất là nhiều, cho nên là mấy anh em thợ mấy hôm nữa lên trên này làm sẽ đi đi lại lại ở đây nữa, cho nên là cái chỗ này mình chỉ có cọ cho mấy cái vết xi kia nó không bám vào thôi, còn mấy cái cắt này mình sẽ đợi cho nó khô xong là mấy hôm nữa sẽ lấy chổi quét nó sẽ ra nhé các bác nhé. Còn thời lượng thước phim hôm nay thì chắc khá là dài rồi các bác ạ. Cho cháu Hiệu xin được khép lại video ở đây thôi các bác. Hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Mạng Em. Xin chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị. Con chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị ạ.